Hồi sáng những đứa gặp á, cái gia đình bốn người đem chè lên cúng mà trưa nay á, mình ăn chè nè, chè xoa nước. Cái cô của đến cô gặp những đứa cô mừng vô cùng, mà cái tâm trạng người ta quý vị biết rằng mỗi ngày nghe mình nói chuyện con người đó cũng đơn giản bình dị. Cô gặp những đứa cô gặp cô mừng dữ lắm. Xong cô nói thầy ra đây nè thầy, con cúng chè xoa nước thầy coi chè giùm con thôi thầy. Mà dẫn ra những đứa thấy thùng, hai vợ chồng hai đứa con, bốn người trong nhà. Rồi xong cái bà dẫn ra, cái bà kêu anh mở thùng ra cho thầy coi chè, mở thùng ra cho thầy coi chè. Xong mở cái thùng ra bà nói nè thầy cầm cái bịch chè nóng hổi luôn thầy. Ô thầy chè ngon lắm. Ờ thì đứa nó ngon lắm mà nó ồ khoan thầy có nước dừa nó, thầy có nước dừa ngon dữ lắm. Mà mở ra kêu thầy cầm bọc nước dừa, trộn nước dừa của miền Tây ngon lắm thầy. Ồ xong bà nói khoan thầy, còn chè mà viên nhỏ chè ỉ gì đó xíu xíu gì nè. Nó thầy cầm bịch lên thầy coi viên nhỏ này, trưa nay thầy phải ăn mấy cái viên nhỏ này nghe, viên nhỏ này ngon lắm. Quý vị coi con người ta đơn giản nhiệt tình vô cùng, mà mình phải cầm lên mình coi, mình đụng tới luôn. Tại vì sao? Vì cái tâm trạng con người ta như vậy là cái đặc biệt, chứ không phải là tiền bạc giàu sang gì. Bây giờ quý vị coi gặp nhau mà tiền bạc giàu sang mà nó cảm thấy nó có một cái sự mà nó không có thoải mái, thì bây giờ mình gặp những người như vậy bây giờ mình cũng không thích gần gũi nhiều nữa. Thà bây giờ chúng ta gần gũi nhau dù là không có cắt bạc nào, nhưng mà cái điều tay bắt mặt mừng, con người gặp con người nó vui vẻ, nó lời nói chân thật nhiệt tình, rồi nó đơn giản vậy thôi, vậy mà tự nhiên gần người vậy mình thấy yên tâm, nó thoải mái gì đâu, đâu có giàu sang gì đâu mà sao nó thoải mái. Nên cái ngôi chùa của mình, quý vị về đây giàu sang hay gì hay nghèo hèn gì, chúng ta gặp nhau đều là người con Phật hết chứ, tự nhiên sống trong đây là thấy nó vui, nó bình an. Rồi cái tâm trạng của mỗi một con người tự nhiên mình thoải mái trong tâm. Bây giờ thật sự với quý vị, mỗi một con người chúng ta không hiểu mình đã mang cái thân bệnh hoạn mà mình đi sợ người ta bệnh hoạn cái gì. Mỗi người chúng ta ai mà không mang cái thân này là bệnh hoạn. Phật nói là sanh già bệnh chết, ai cũng bệnh và ai cũng chết. Cái thân này là cái thân của chúng ta là mang cái thân bệnh hoạn nè. Cái thân này là đất nước gió lửa hợp thành, mà nó cứ thay đổi theo cái thời tiết, cái thời gian hoài vậy đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta là đang mang thân bệnh hoạn, thì đừng có sợ người khác bệnh hoạn. Bây giờ tôi sợ bạn, bạn sợ tôi, vậy ai sợ ai? Thôi chúng ta mang một cái tâm thoải mái nhất đi. Giữa con người với con người gặp nhau là thấy vui rồi. Bạn thở ra tôi hít vào, tôi thở ra bạn hít vào, chúng ta cùng thở trong một bầu không khí trong lành, vậy là tuyệt vời quý vị. Đó. Không có nên lo âu sợ hãi, bận tâm nghĩ ngợi cái gì về cái việc này việc kia. Chỉ có mình là người học Phật là tin sâu nhân quả. Bây giờ nằm kế ai đông đúc gì, ai thở thì sao kệ người ta, còn mình thở thì sao cái chuyện của mình. Bây giờ mình thấy người ta thở vô mặt mình cũng sợ, mình thở vô mặt người ta cũng sợ. Cuối cùng làm cho nhau bận tâm và lo âu không à. Cứ làm cho nhau bận tâm và lo âu sợ hãi không quý vị. Thôi chúng ta sống trong cái cuộc đời này, sống một ngày, sống đặc biệt một ngày. Sống một ngày, sống vui một ngày. Ngày hôm nay sống vui là tuyệt vời nhất, đừng đợi ngày mai. Đúng không? Có rất là nhiều con người chúng ta quý vị biết rằng cái cuộc sống chúng ta là ưa bị cái bệnh này nè. Gia đình nghèo khó quá, cố gắng lo làm ăn, tới nào có tiền bạc đầy đủ đi, con cháu, con cái đồ này kia đồ, có vợ, có chồng đâu vào đó hết trơn đi, lúc đó muốn vui gì vui. Còn bây giờ gia đình còn bận bịu lắm, nên lo làm ăn đi, tới chừng nào mà gia đình đầy đủ đi, rồi con cái, có vợ, có chồng đâu vào đó hết trơn thì lúc đó là thoải mái. Ồ con người chúng ta sao có nhiều người cứ nghĩ vậy hoài vậy ta? Tại sao chúng ta không sống của ngày hôm nay cho nó đặc biệt ngày hôm nay, và tiếp tục ngày mai cứ từng ngày chúng ta sống cho đặc biệt. Mình là con người học Phật, quý vị phải nhớ cái câu là an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. An vui trong cái hiện tại này nè. Bây giờ mình được ngồi đây, mình được nghe Pháp, mình được niệm Phật, mình được tu hành, mình được ăn chay, mình được ở trong ngôi Tam Bảo. Đây là cái hạnh phúc của ngày hôm nay chúng ta có. Chúng ta hãy trân quý cái ngày hôm nay đi quý vị. Tại vì cuộc đời của người vô thường lắm. Những đức thường nói rằng bây giờ năm nay những đức 41 tuổi, đừng có nghĩ rằng mình mấy chục năm gì nữa mới chết. Ai biết được, ai biết được. Có khi ngồi đây một chút đi qua bên kia, tự nhiên cái cây ngang, cái gã, cái gầm đè nằm chết queo. Ai mà biết được cái chết nó kỳ cục. Hoặc là đi lên cầu thang, đang đi gì chợt chân đập đầu vô trong cái cầu thang, cái bức tường, cái ạch, cái diêm sao nào. À nó chết queo, ai biết được. Trời, cái cuộc đời này vô thường dữ lắm.
Quý vị ở ngoài đời, quý vị nhìn có bao nhiêu con người, người ta trẻ đi long ngong khỏe re, mới hôm qua gặp vậy đó tự nhiên đồn cô hái gì không, con hái gì? Cái thằng ba phía trên chết queo. Trời trời, hôm qua tôi còn thấy nó mà, nó ngồi nó nhậu, nó uống cà phê, nó chuyện úm sùm, nhưng mà ủa, ừ vậy hôm qua nó khỏe re, mà tối nó ngủ xong chết queo rồi chị ơi. Thấy sao? Thấy cuộc đời vô thường không? Mình mà thấy rõ ràng rất là nhiều người như vậy mà. Nên chúng ta bây giờ là người học Phật, chúng ta tin sâu nhân quả. Mỗi một con người chúng ta nó có cái nghiệp gì thì nó tự đến với mình vậy à. Nhớ nghe, mình là người học Phật, quý vị đừng bao giờ nói cái câu ai lây bệnh cho mình chứ. Nhớ nghe, người ta không học Phật ta nói cái gì kệ người ta. Còn mình là người học Phật là mình luôn luôn tin cái chỗ là bệnh của mình là do nhân mình tạo. Phật nói cái câu trong kinh: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nhân quả thông ba đời, chúng ta đã từng gieo nhân gì thì gặp quả báo đấy à. Chứ làm gì có cái chuyện tự nhiên người ta đem bệnh người ta gieo cho mình, hoặc người ta đem khổ đau người ta đưa cho mình, không có đâu. Nên có những cô thí dụ như cuộc đời của mình đi, người ta bằng tuổi mình như vậy đó mà người ta có gia đình thì chồng thương yêu, còn mình cũng bằng tuổi người ta mà mình có chồng thì gặp chồng quýnh te tua tối ngày. Dù mình hết lòng hết dạ sanh con nuôi con, rồi cực khổ gian lao lo cho gia đình, đảm đang chuyện nhà đủ chuyện, mình cực khổ vậy mà chồng vẫn ghét vẫn quýnh. Còn con nhỏ cái nương nưỡng vậy đó, mỗi ngày vũa móng tay không vậy mà chồng thương nương nưỡng vậy đó. Cái duyên chồng cũng chiều, xin cái gì là chồng cho cái nấy, xin gì là chồng cho cái nấy, mà nó hét cái chồng im ru. Còn mình nó làm cực khổ tới mồ luôn, mà mình về cái là chồng mình nó say xỉn, nó nhậu nhẹt, nó nói này nói kia, nó chửi mình, con này con nọ, nó chửi te tôi, nó quýnh mình, nó đập mình. Thấy không? Có không? Cuộc đời này có sao không có? Nên từ nơi đó thì quý vị biết rằng là cái nhân quả của mỗi một con người nó gieo nhân, nó đã gieo cái nhân rồi thì tần số nó kết hợp. Tại sao bây giờ mình vừa gặp người đó là mình thương liền vậy đó? Bây giờ nhiều cô đây phải rõ ràng là mấy cô đã từng gặp chồng, mấy cô không biết ở phương trời xa xôi nào vừa gặp cái thương, đúng không? Vừa gặp mặt cái là thương à? Có đó, vừa gặp cái là thương vậy đó. Mà cha mẹ nói sao cặp mắt của mày bị bồ lạch ăn hay sao mà không thấy cái thằng này vậy, nó vô duyên gì đâu, xấu đau xấu đớn mà mày thương sao mà thương, mày thương hay vậy? Nói à, ảnh có duyên. Thấy không? Nó mà có duyên có nợ với nhau rồi, bởi vì vừa gặp là nó cùng tần số liền, chớp 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 liền. Nó bao nhiêu con người tôi đứng sùm người ta chứ đẹp vậy đó, gì mà cái thằng lùn xỉn nó núp núp ở trong đó vậy đó, mình thấy ngay thằng lùn, thấy ngay cái thằng lùn gì giữa mình với nó có cái duyên. Là tự nhiên á, mình vừa gặp nó có thấy nó chớp 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 và nó ô lùn lùn ấm được rồi, lùn kia à, vậy mà kết lùn ha, thường lùn về ta chê tùm lum tùm la, chứ nói không, lùn có duyên của lùn, tôi thích lùn rồi sao, đúng không? Vậy vậy đó mà cái duyên nó trải qua thời gian được 5, 10 năm, 20 năm, 30 năm, cái duyên nó nhạt đi. Nó dùng cái duyên khi gặp nhau, nó dùng cái mấy chục năm nữa, cái nó nhạt cái duyên. Cái nhạt nhạt cái duyên, cái lúc đó tự nhiên nó đang hết cái duyên rồi, cái mình gặp thằng lùn này mình nói, không biết ngày xưa còn mắt mình sao mà mình chọn cái thằng lùn vô duyên này, không biết nữa. Lùn mà nó còn đi hai hàng, nó chậu là chậu của nó nằm ngủ cái mặt kìa, chậu, ô chậu. Có kìa, mà lúc trước cái lúc mà mình thương nó ngủ nó thở làm sao, nó hả miệng làm sao, rồi nó đưa cái bụng ra làm sao, mình nói công nhận gì đâu mà dễ thương ghê. Có khi nó đang ngủ mà lỡ mình hung một cái nữa chứ. Có mà, có nhiều cô làm vậy đó. Chồng đang ngủ lỡ hung một cái nữa, thương, thương vô cùng thương vậy đó. Vậy đó, mà tới lúc mà cái duyên mà nó hết rồi, nó chỗ cái nghiệp á, thì lúc đó tự mình nhìn nó đi cũng xấu, mình thấy nó ngồi cũng xấu, nó nằm cũng xấu, nó đứng cũng xấu, nó xỉa răng cũng xấu. Mình nói dùng cái thứ này, thôi là trời, mỗi ngày tôi gặp cái mặt hãm tài. chữ lý lẽ nha, rồi đi đâu cũng gặp, cũng nói là người này người kia, chồng tôi gì, chồng tôi nọ, chồng tôi khác, có không? Có mà. Nên từ nơi đó quý vị phải hiểu cái nhân duyên, khi có duyên là gặp nhau vậy đó. Rồi khi sống với nhau mà nó hết duyên rồi, nó đổ cái nghiệp ra là nó trở ngại sao sao. Thì mình khi mình học Phật rồi, mình hiểu được cái định lực nhân quả. Khi mình hiểu định lực nhân quả rồi, mình không có hờn trách ai chứ. Dù chồng có đối xử tệ bạc như thế nào với mình, mình cũng không có hờn trách, vì mình hiểu cái nghiệp duyên. Thì lúc đó mới dùng cái câu gì: thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thấy chưa? Hay không? Nó Phật pháp là nó hay chỗ này nè. Phật pháp là nó cởi mở ngay chỗ này nè.
Đó, tại sao mà nhiều cô về chùa mình càng ngày càng trẻ? Là vì sao? Vì thiếu nợ thì trả đi than van làm gì? Thiếu nợ chồng thì trả đi than van làm gì? Thiếu nợ con thì trả đi than van làm gì? Trong lòng mình cứ nặng nề ngay chỗ này nè. Ngày xưa sanh cực khổ vô cùng, khi nó mà bệnh đau một cái là cổng nó nửa đêm mà chạy, trời ơi cổng nó chạy ngang đường mương té ít. Vì mà cổng đi gặp bác sĩ, tao mà biết như vậy ngày xưa tao bỏ cho mày chết phước cho rồi đi, mà sanh mày cực khổ nghèo nàn vậy mà tao dám bán đồ đạc tao trị bệnh cho mày, tao lo cho mày từ miếng ăn tao không dám ăn tao cho mày ăn, mà bây giờ tao nói một câu mày trả treo lại một câu, tao nói một câu mày trả treo lại một câu, tao mà biết như vậy nghe, tao mà biết như vậy nghe, tao để cho mày chết, tao để cho mày chết, mày là cái thứ khốn nạn. Mình chữ té tua chứ có nghĩa là con nó bắt hiếu đó, mình quay là mình tức, mình nhớ cái công sức của mình bỏ ra đối với nó quá nhiều, mà bây giờ nó đối xử với mình quá tệ, nó quay ngược 180 độ lại, nó hận, nó ghét, tức. Thì bây giờ quý vị nghe đạo rồi thôi quý vị ơi, hiểu rồi. Tại sao bao nhiêu đứa con người ta nó không bắt hiếu với người ta mà con mình nó bắt hiếu với mình? Chồng 4-5 đứa con thì 2-3 đứa con được, 2-3 đứa con bắt hiếu. Là vì sao? 2-3 đứa con đến trả ơn thì nó được, 2-3 đứa con đến nó đòi nợ thì nó bắt hiếu. Nên trong Phật Pháp dùng hai chữ nhân quả là bao trùm rộng hết luôn. Hai chữ nhân quả là nó bao trùm rộng hết hoàn toàn. Nên con người khi học đạo rồi tâm trạng vị sẽ không bao giờ buồn giận gì hết chứ. Bây giờ đơn giản quý vị đi về chùa, quý vị tu đông đúc người vậy đó, ai cũng là Phật tử đi về chùa tu không đó. Như vậy đó mà lạ không có quen biết gì chứ. Vậy mà có những chị, những anh tự nhiên vừa gặp mình cái mời chị uống nước à. Rồi mình xin cái gì mình nhờ cái gì giúp. Vậy mà có những người tự nhiên vừa gặp mình cái là vừa gặp mình làm nè, chị lấy giùm tôi cái chén này, tự lấy đừng có nhờ. Hoặc là tự nhiên mình vừa đặt cái mông mình xuống, mình ngồi xuống cái chỗ ngồi, tự nhiên kêu ê, cái chỗ này có người nghe chưa, thấy cái khăn để chưa, đi ra chỗ khác. Mình nói ủa sao người tu giờ nói chuyện vô duyên kỳ cục cái chả. Xong cái tự nhiên mình đi vòng á, mình đi vô nhà vệ sinh, mình đi cái mình vừa đang ngồi trong đó, cái nó đứng ngay cái cửa làm nè, bon. Ở ngoài nói nè, ra lẹ đi. Đi cái gì mà đi ra cây hay gì mà ở trong hoài vậy? Mình nói trời trời cái thứ gì mà nó vô duyên ở đâu mà sao mà kỳ cục vậy trời. Người ta đi vệ sinh, ta đi cầu mà hỏi đi ra cây hay gì. Con mẹ nào tao ra tao tán vô mặt chắc chết quá. Vừa mở cửa cái gặp nó trời 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 sao gặp bà này nữa trời. Vì thấy không? Gọi là quan gia đối đầu. Cái nghiệp duyên của nhiều đời nhiều kiếp đã tạo ra cái nghịch cảnh này nè. Bây giờ đời này gặp nhau ở cõi này là quan gia đối đầu. Nó gọi là quan gia đối đầu, làm nhau đau khổ. Nó không bao giờ có một cái chuyện gì gọi là bỗng không hết chứ. Mà nó đều có gieo nhân và gặt quả. Nên cái lúc tu này á, là gặp bất cứ một sự trở ngại gì trong cuộc đời mình, mà trong lúc mình tu này nè, nó đều cởi mở cái hết. Nên dùng đúng một cái câu là thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Mà khi vui trả nợ rồi mà nó có một cái pháp để giúp cho mình giải thoát, đó là gì? Đi đứng nằm ngồi niệm A-di-đà-phật. Đó thấy không? Này mới vô trọng tâm nè. Cái đặc biệt là vô trọng tâm là ngay chỗ niệm A-di-đà-phật nè. Mà câu Phật hiệu này như hôm qua những đức hợp mấy cô nhóm ban tổ chức làm việc của chùa mình, những đức hợp, những đức nói nè, cứ là Phật tử người ta về chùa đông đúc người ta tu, cứ đem cơm hộp đồ đưa cho người ta ăn, đưa đồ ăn đưa cho người ta ăn, bất cứ cái gì người ta đến mình đưa cho người ta ăn, mình cứ làm sao A-di-đà-phật, hộp cơm A-di-đà-phật, chén chè A-di-đà-phật, cái miếng thanh long A-di-đà-phật. Lạ lắm, cứ làm vậy đi, cứ làm đúng như vậy đi, vì sẽ thấy cái tâm quý vị, cái lúc quý vị niệm Phật nó sanh một cái pháp vị lạ lắm. Còn nếu quý vị mà không niệm Phật nghe, người ta chan vô tới, người ta lấy cơm hộp chan vô thì tức khắc quý vị dễ sanh phiền não. Nhưng mà cái lúc mà làm việc mà trong lúc đông người, cứ A-di-đà-phật, có nghĩa là biết cách dụng công trong mọi lúc mọi nơi, người nào cũng vậy, A-di-đà-phật, cứ niệm hoài đi rồi quý vị sẽ thấy. Trời ơi, chính những đức đã cảm giác được cái pháp môn tịnh độ này mà đúng là cái pháp đại thù thắng mà quý vị. Nên hồi nãy mà cái gia đình cái cô bán chè cô nói rằng thầy ơi, nhờ người ta tặng cho con chiếc máy V52, như vậy mà con nghe thầy giảng mà con hết bị điên. Bà nói bà bị thần kinh, bà bị điên mà đi bao nhiêu bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền bạc vậy mà không giải quyết được cái bệnh điên của bà. Vậy mà bà được tặng cái máy V52, bà nghe xong bà chăng thật niệm Phật. Mà bây giờ chồng bà cũng bấm số niệm Phật,
rồi bà cũng bấm số niệm Phật, hai đứa con đều bấm số niệm Phật hết trơn. Mà chỉ có niệm Phật thôi mà bà nói: thầy ơi, thầy biết rằng bây giờ con niệm Phật thôi mà bây giờ con hết điên rồi đó thầy. Bây giờ chồng con tin Phật pháp dữ lắm, mỗi ngày hai vợ chồng con và gia đình con đều nghe thầy giảng. Bữa nay con mua chè sôi nước lên cúng dường. Nó thầy cầm bịch chè lên, thầy chứng minh giùm đi. Dương Đức nói để gõ cái viên chè cái chứng minh. Nên từ đâu đó không, mà rõ ràng họ nói chân thật là họ bị thần kinh, nhưng mà họ niệm Phật họ hết luôn đó quý vị. Mà đi bao nhiêu bác sĩ mà không giải quyết được gì, mà chỉ có niệm Phật mà giải quyết được, niệm Phật ăn chay mà giải quyết được. Quý vị biết rằng chúng ta bị bệnh hay bị đau, bị một cứ một cái gì, hay bị hương linh nhập, toàn là do cái nghiệp chướng. Mà cái nghiệp chướng thì chỉ có niệm Phật mới giải được cái nghiệp chướng, rồi ăn chay phóng sanh mới giải được nghiệp chướng. Hay tất cả những người mang nghiệp phá thai ở đây mà muốn hóa giải với cái nghiệp phá thai là chỉ có niệm Phật à, chỉ có ăn chay à, chỉ có tu nhân tích đức à, rồi chỉ là cái tâm mình hoan hỷ vui vẻ khi trả nợ thôi, chỉ có vậy là nghiệp chướng tiêu trừ liền 100%. Nên cái bài học tập của chúng ta là như thế nào là cứu giúp người một cách rốt ráo? Niệm Phật. Nào, chỉ người ta niệm Phật là cách cứu độ rốt ráo nhất trong cuộc đời này, mà tiện lợi quý vị coi. Nên tại sao mà cái thờ khóa tu của chùa mình mà những đức đưa lên cái thờ khóa tu gia đình mà khắp nơi nơi người ta tu, những đức để nhìn ra cái căn tính con người chúng ta bây giờ là gì? Cái thờ đại cơm áo gạo tiền, cái thờ đại là chạy nhảy, đúng không? Cái căn tính con người mình là thờ đại chạy nhảy. Bây giờ quý vị ngồi gì thôi là quý vị muốn nhảy, là do đau chân á. Nói chuyện mà không thu hút là chịu không nổi luôn á. Mắt thì ngủ gục mà chân thì đau, lưng thì mỏi, đúng không? Bây giờ có nhiều người đau chân rồi đó. Ngồi nãy giờ chân đau đau rồi đó, nên đau chân cho thẳng chân đó. Thẳng chân xo xo nghe cho nó thoải mái. Chứ bây giờ mà nó đau chân quá mà bây giờ nó không dám thẳng chân ra mà nó cứ... không? Thật sự mà nói cái thờ đại con người chúng ta là thờ đại. Cái thờ đại là chạy nhảy quý vị. Nên bây giờ cái phương pháp tu đưa ra cũng là phải phương pháp chạy nhảy. Quý vị coi cái thờ khóa của những đức đưa ra là địa chung phải chạy không? A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Nó chạy nhảy rõ ràng không? Nó làm cho quý vị đỡ buồn ngủ gục, thấy không? Còn cái điệu lễ Phật thì sao? A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Nó làm cho quý vị hừng hực kia. Thì nó làm cho mình như vậy nhưng mình không có buồn ngủ được. Còn mình tu được một thờ. Đó, nên cái thờ khóa như đức đưa ra đó là nó phù hợp vào con người bây giờ. Con người bây giờ phải bị kêu họ ngồi mà họ im im vậy đi. Cho bà tụng kinh đi, quý vị coi cho tụng kinh đi. Đợi có 48 lời nguyện à, tụng có 20 phút mà vậy mà mới vô tụng kinh những đức tụng mùi mùi á. Tụng chúng mấy bà đang tụng Phật A Di Đà Thân Kim Sa. Có nhiều cô ngủ gục làm nè, cái chút có làm nè, nó bẻ tới bẻ lui vậy đó. Bởi vì cái điều đi chung quý vị thấy không? A Di Đà Phật, 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 làm cho mình hút lên vậy đó, không có ngủ được. Còn cái điệu lễ Phật sao ngủ? Vậy mà có bà lễ Phật ngủ đó nghe, lễ Phật mà ngủ luôn á. À, có nhiều bà mà lễ Phật mà chắp tay gì nè, khi mà quỳ xuống keng nằm xuống cái im gu mấy lại luôn. Cái bà cái bên khiều cái gì hả? Quý vị coi con người chúng ta bây giờ nó dễ ngủ đến mức như vậy đó quý vị. Bây giờ mà kêu trì chú, kêu tụng kinh đi, tiêu hết trơn là thua. Vô trì chú tụng kinh một cái là ngủ gục sạch nhất đó chứ. Thờ khóa bây giờ là phải gọn, phải nhẹ, dễ tu thì người ta tu hết một thờ. Nên thờ khóa như Đức đưa cho quý vị, thờ khóa gia đình đó thấy không? Tu chỉ có 1 tiếng đồng hồ nên ai cũng tu được. Bây giờ thờ khóa này nó phổ biến khắp nơi nơi. Những Đức nói ở nhà cố gắng giữ 2 thờ. Đi đâu cũng cầm cái máy bấm số niệm Phật. Nghe không? Máy nhỏ nhỏ gì chứ nó không đơn giản đâu, nhỏ mà có vỏ. Hiểu không? Như xíu à. Thờ cuộc này á là thờ cuộc bấm điện thoại. Đúng không? Thì thấy đi đâu cũng có nhiều bà già si cầu que và khằng cú đế vậy đó. Dài mà cầm điện thoại làm nè. Bấm chọc nó công nhận bà già hay thì già mà bấm ghê chọc. Bà biết lên mạng không? Biết lên mạng. Biết hết trơn luôn. Nhân Đức nói bà còn giỏi hơn Nhân Đức nữa. Nhân Đức còn không biết lên mạng thì sao, không biết xài điện thoại luôn á. Cảm ứng bấm như nè. Mà có nhiều người bây giờ trẻ tuổi là họ cầm điện thoại bấm suốt quý vị ơi. Bấm cả ngày bấm điện thoại vậy đó. Nên bây giờ những đứa xuất hiện cái máy bấm số này nè,
Rồi cái máy bấm số này là gọi là gì? Là hóa giải cái nghiệp bấm điện thoại nè. Họ bấm có lợi ích, cầm máy nhỏ xíu gì thôi, đi đâu cũng cầm theo. Cứ như sao? Ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm, ai với đạo Phật bấm. Rồi cứ vậy thôi, ngày làm được mười mấy ngàn, mười ngàn, năm ngàn. Vậy đó mà lợi ích cực kỳ lớn luôn. Vậy mà niệm viết rồi như cái cô bịch tâm thần của nó, thầy 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 coi nè thầy, chỉ có cái máy bấm số này mà hết tâm thần thầy ô, thầy ô, chỉ có máy bấm số này mà hết bịch tâm thần thầy ô. Và nói ô, dễ thương ghê ha, máy bấm số được hết tâm thần á, ừ, chỉ máy bấm số mà hết tâm thần á thầy ô, thầy không tin hỏi chồng con đi, chồng con làm chứng cho con á thầy ô. Thầy ô, họ chỉ có máy bấm số thì bà nó hết tâm thần. Nhân Đức nói bây giờ á, Nhân Đức tặng cho cô bốn cái máy bấm số cho bốn gia đình của cô. Bà nói trời ơi quý quá, thầy tặng máy bấm số còn quý hơn tặng vàng nữa thầy ô. Chỉ có máy bấm số thôi quý vị coi á, bấm số niệm Phật thôi, ai chứ đạo Phật bấm, ai chứ đạo Phật bấm. Đơn giản như vậy đó. Bây giờ mỗi một con người chưa có máy bấm số phải không? Chút đi qua bên kia kìa. Đây nè, đi vòng qua bên kia có cái chỗ phòng máy đó. Nó vô, cô đưa tôi cái máy bấm số. À, rồi đưa cho mình cái máy bấm số rồi cứ là cầm. Cầm bắt đầu là rô đai từ bữa nay ở đây. Rô đai cho 3 ngày về nhà cứ cái đà này mà bấm. Đúng không? Rô đai từ ở đây. À, cho ngon lành về nhà tiếp tục bấm luôn. Ở đây nó rảnh thời gian. Thấy không? Nên bây giờ mấy buổi trước là những đức giảng, mấy buổi trên mạng là những đức nói là tất cả những vị trưởng đoàn là đi là báo tin cho tất cả những người đi chung là đừng cầm điện thoại bự theo nghe. Đừng cầm điện thoại bự theo. Cái chỗ đông đúc á, cầm điện thoại bự rồi đem đi sạc rồi tùm lum tùm la coi chừng lộn lạo đó nghe quý vị. Ừ. Rồi dép đi vô chùa cái là bỏ vô bọc rồi bỏ vô cái giỏ cắt đi. Mang đôi dép của chùa đi, rồi là xong. Nó bảo quản tài sản cho nhân dân. Thấy chưa? Vô chùa mình là bảo quản tài sản cho nhân dân dữ lắm chứ không có giỡn đâu. Nên báo tin rõ ràng cho quý vị biết rằng mấy buổi trước như Đức Hợp kìa. Như Đức Hợp mấy anh em, như Đức cử ra 10 chú trẻ. À, mỗi giờ quý vị mà đi lấy cơm hộp á, là 10 ông này ông bắt cái bàn. Bắt cái bàn cao cao giống gì nè quý vị. Ông leo lên, ông đứng hai ông đau lưng với nhau, ông nhìn. Nhìn gì biết không? Canh ăn trộm giùm cho quý vị á. Kiểu mà đông người á, lỡ cái chỗ lấy cơm hộp chen 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 quý vị thì nhớ nha, cái lúc phóng sanh và cái lúc mà lấy cơm hộp mà có phải quý vị thấy ai mà chen 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 á, chen 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 á nghe, chen 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 là quý vị gờ vô cái túi vịn lên liền. Ở túi vịn lên liền nó không nguy hiểm lắm, thằng này chen chen giúp cho tôi nghi không còn cắt quá. Nó chen chen nó làm cho mình mất thăng bằng phải không, chen 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 nó làm cho mình mất thăng bằng điện thoại rồi tiền bóng túi á, chen 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 mình nghĩ Phật tử chen. Rồi mình cũng lo trên giống như cái bà kia nói chậu ô thầy ô bị hổm á, con lợi chùa thầy á, ngay cái bữa lễ bóng sanh á, ngày lễ đông vô cùng thầy, con thấy chim thả thì bay con phái, con vỗ tay quá trời luôn thầy kêu, quan hỷ lên, niệm Phật vỗ tay la lớn lên, con đứng con vỗ tay, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, con niệm quá trời niệm luôn, một chút con niệm xong con gờ xuống cái túi không còn các bạn đâu. Trời ơi, phải lo phải vỗ tay phải niệm Phật. Ở dưới nó khứa cái túi của bạn. Đâu có hay đâu. Phải lo phải mê phải niệm Phật mà. Phải chim bay đẹp quá, chim bay đẹp quá. Chúng có nói trời ơi túi tiền mất tiêu hơn. Nên từ nơi đó mới bị về chùa mà đông đúc. Chùa cũng là chùa ở thế gian. Có những người vô tu mà có những người ta cũng bận đồ lam ngồi gần gần mình mà cũng đơn giản á. Cái gì vậy? Ví dụ như bây giờ ngồi gần gần mình thì vô cái chỗ ngủ đi. Mình thì mình nhắm mắt mình ngủ, mình mở mắt ra mình thấy cái thằng kia nó mở, cái thằng con nào nó mở con mắt châu cháo nó làm nè. mình nghĩ nghĩ cái thằng mình ngủ là ngủ rồi đó, mắt giáo giác không biết được nữa cái gì, cái cõi nó kỳ cục lắm. Nên đi cái chỗ đông người á, điện thoại bự để nhà, mấy ngày đi đừng cầm điện thoại làm chi, còn tiền đi vô chùa cái là bỏ thùng tam bảo phước cho rồi đi, để không túi làm chi cho nó mệt, đúng không quý vị? Tiền nào mà cúng dường đó, mình vừa đi vô chùa cái đừng có đợi gặp thầy gặp bà gì hết trơn á, chúng ta bỏ đại vô thùng tam bảo đi, chúng tôi vô như lễ Phật ba lại, Phật ơi con đi đến chùa ở nhà là con muốn mấy ngày nay để dành được số tiền nho nhỏ thôi, con cúng dường tam bảo bỏ vô đại đi, nghe lời thầy Đức chỉ dạy chứ không có dám để trong túi, đi lăng xăng đây rồi gớt mắt tiêu, thôi thấy giờ con bỏ thùng tam bảo vèo vô thùng tam bảo trong túi không còn cách nào chứ, không chừa mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn gì đi xe về thôi, không là gọn hơn rồi.
rồi không có cầm điện thoại gì bự đi theo, chứ không có vàng bạc dây chuyền đồ để nhà hết. Lợi chỗ trong người đeo dây chuyền chi? Nó giống như có hai vợ chồng cái ông đi đến chùa mình đi ngày chủ nhật á, cộng tu á, hai vợ chồng đi xe Honda quải thêm cái vỏ phía sau, tự nhiên hai vợ chồng vèo đi về, vừa chạy ra ngoài được thì xong á, thằng kia nó chạy xì bo nha, bình. Ông nói không biết thằng nào chạy sau lưng mà nó bình quậy chạy. Xong nó vừa canh là chỗ vắng cái này giật cái vỏ vèo. Ông nói mày muốn lấy thì tao đưa chứ, làm gì mà làm chứ ghê, có gì đâu, con gái áo chàng lắm đó. Ông nói mày giật đồ chiếc này chứ tao nghĩ chắc mày cạo đầu đi tu á, giật cái gì không giật mà giật ngay cái áo chàng. Trong đó con cái áo chàng với hai cọng chuỗi, được rồi tặng cho mày cái áo chàng, hai thằng chia nhau mà bận đi đến chùa hộ pháp tu, rồi thằng cọng chuỗi đeo đi tu phước đi rồi đi con. Phật tử nhiều người ta hiểu, đi về chùa người ta đâu có để tiền túi gì đâu, tiền xe về đây thôi là xong, ai cúng dường là bỏ tù tam bảo liền, quý vị thấy không? Đây là những cái điều như Đức nhắc cho quý vị nghe và cho khắp nơi nơi nghe luôn đó. Tại vì cái chỗ đông người ở thế gian này nó không có đơn giản. Còn có cái bà kia mà đang phóng sanh cái ngày lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm á, đứng y mới cầm điện thoại cảm ứng vậy, mới rằng ô đẹp ghê ha, đẹp công nhận luôn á, quay bất góc nghía, bất góc nghía cảnh đang phóng sanh rồi cũng quay rồi ha, ô công nhận với thầy lại đẹp thiệt ha. Cái ở dưới nó ngồi dưới á, nó ngồi dưới, bà đang đưa điện thoại nè, ngồi dưới đông chen chút, đâu chạy đâu, đợi đâu đứng như thinh chỗ đâu chạy đâu, vậy mà nó ngồi dưới đưa tay lên, bà đời nói đẹp quá. Đẹp quá, nó thò tay lên nó lụm cái điện thoại, bà nói ủa đâu có tiêu điện thoại, trời nó mất tiêu à, vậy mà mất tiêu điện thoại trắng trợn không, kinh khủng dữ vậy. Đó nên cái chỗ đông người như Đức nhắc kỹ cho quý vị nghe hết trơn rồi đó, nó nên nó cái cõi này, cái cõi mà nó ghê lắm. Trời ơi, con người người ta hiểu nhân quả thì cái gì cũng không dám làm tội lỗi. Nhưng con người ta không hiểu nhân quả thì cái gì mà người ta kiếm được là người ta kiếm à. Nó tội nghiệp cho người ta, nhưng mà trong nhiều đời, nhiều kiếp mình cũng đã từng đối xử với người ta vậy đó. Người ta đi về chùa mình chơi vậy đó. Nếu còn trong lục đạo luân hồi này thì cái nghiệp chướng gì ở trong cõi này nó cũng quay lại và gặp nhau chứ. Không có bao giờ cái chuyện gì mà bỗng không, nói gì rồi là thông tâm liền à. Thông tâm hết trơn liền. Nếu dụ như bao nhiêu con người đi đến chỗ đông người mà mất tiền bạc, mất điện thoại đi, nói hồi nghe thầy giảng hiểu rồi, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, chắc đời nào chắc cũng lấy điện thoại nhỏ, bây giờ nó lấy điện thoại bự, trả lời quý vị ơi. Ví dụ như đời nào mình lấy điện thoại 6 năm 30 thí dụ đi, thôi nhỏ với bèo bèo đúng không, vậy mà trải qua bao nhiêu đời kiếp gặp nhau, bây giờ lấy điện thoại cảm ứng xịn nó lấy lờ biết không. Rồi đời kiếp nào mình lấy của người ta chỉ có thí dụ như 10 triệu, vậy mà đời này người ta lấy mình 50 triệu á, nó lấy lờ dữ lắm chứ không giận đâu. Nên từ nó đã hiểu định lực nhân quả rồi, một cắt bạc của người khác mình cũng không dám lấy nữa. Tại vì sao? Vì thiếu nợ là phải trả. Nên trong kinh giáo Đức Phật nói thì sao, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này mà. Nó từ nơi đó mỗi một con người chúng ta thiếu nợ là nhất định phải trả. Thiếu nợ tiền thì trả tiền, thiếu nợ tình thì trả tình, thiếu nợ mạng thì trả mạng. Nghe không? Quý vị coi ở cái cõi này có ai thiếu nợ tình trả tình không? Mà không phải trả một mối tình, mà có những người trả nhiều mối tình. Nó, trời ơi, có những người phụ nữ đến cái cuộc đời này đâu phải trả một người đàn ông đâu. Nó lấy một cái thằng chồng, đã trả một thằng chồng rồi, cái tự nhiên nói thôi tao chán đàn ông tới cần cổ rồi, đừng có ai đến ghẹo tôi nữa nha. Vậy đó mà thời gian cái tự nhiên có cái thằng đến khỏi mỏ, nàng ơi nàng, mà thôi em chán lắm rồi, em chán lắm rồi, để cho em yên. Nói thằng kia khác, anh khác. Thằng kia không biết thương hoa tiếc ngọc, còn anh biết thương ngọc tiếc hoa. Em nhìn mặt anh đi, mặt của anh khác mặt chồng em. Anh nhiệt tình lắm. Trời ơi, thời gian cái tiếp tục cái là thấy này cũng được nha, đàng hoàng, dễ thương, nói chuyện thiệt thà,
thôi kệ, có một mình nuôi con cũng khổ quá, có thêm người nuôi nó cũng đỡ, thôi kệ đi, cũng hữu hỷ, thôi kệ, chịu đại đi. Cái bắt đầu mới về ha, nó quét nhà, nó nấu cơm, nó làm này làm nọ quá trời luôn. Thời gian bắt đầu nó nằm nó kêu pha ly cà phê coi, pha ly cà phê cho tao uống coi, mua thuốc cho tao hút coi. Bắt đầu nó tiếp tục hầu hạ nó nữa. Bắt đầu là thời gian bắt đầu nó bụp, nó chửi nữa, nó quýnh nữa. Cái nó chờ gặp thằng trước mà thằng này còn dữ hơn thằng trước nữa. Thằng trước chỉ có quýnh bài thôi mà thằng này nó vừa quýnh bài mà nó vừa đá gà nữa. Trời ơi trời, thôi đời tôi sao thúi hẻo quá, thôi tao vĩnh biệt đàn ông kể từ đây, thôi để cho tao yên. Vậy mà tiếp tục tới thằng thứ ba. Thằng thứ ba đến, trời ơi nó thương yêu mà quan gia, mà nó quan gia nó không có đơn giản. Quan gia nó không phải đơn giản mà tự nhiên nó lại nó gặp mình mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán đâu. Có thằng quan gia nào mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán nó đến nó gặp mình không? Nó đến nó gõ cửa trái tim mình mà có bao giờ mà nó ghi hai chữ quan gia trên trán đâu. Nó ghi hai cái chữ là chân thật. Nó vừa đến nó chân thật. Trời ơi, nó vừa gặp tới thằng thứ ba này, thôi đi, mày đi chỗ khác giùm tao đi. Nó nói bây giờ nào có chữ tôi cỡ nào tôi cũng thương nàng. Trời ơi, nó chờ mưa gió bão bùng rồi nó lạng chờ mưa gió nó mua bánh bao đồ đem đến cho ăn. Nó mua đồ ăn rồi nó đến cho ăn. Thời gian nó tiếp tục thương nữa. Vậy mà khổ thêm cái thằng thứ ba nữa. Có những người mà chịu khổ mấy đời đàn ông, mà có những người đàn ông mà chịu khổ mấy đời người đàn bà. Ghê chưa? Nên cái cõi này gọi là cái gì? Quan gia đối đầu. Hiểu không? Vậy thì bây giờ muốn hóa giải cái nghiệp quan gia thì phải làm sao? Thì phải mộng của cái tâm giải thoát. Phải nuôi cái mộng Di Đà. Nói cái câu này tự la là thấy chưa? Câu nhắn mạnh mà. Thấy không? Phải nuôi cái mộng Di Đà thì đời này chúng ta mới giải thoát. Cổ đang đau đó nghe, cổ này mà không đau la là chưa mà biết. Hồi chúng sanh người ta mê lắm, quý vị biết rằng vừa nuôi cái mộng Di Đà, cái bà kia phải làm được, phải đặt ngáp, phải bà vừa đã ngáp mà nó nuôi cái mộng Di Đà bắt đầu. Bây giờ mình nói chuyện lâu lâu mình la vài tiếng vậy chứ. Nhiều bà mới nói công nhận thầy hay thiệt. Con vừa mới hiu hiu thầy biết không? Con vừa mà lúc nào mà thầy giảng nhẹ nhẹ là con làm vậy nè. Cái thầy la lên các làm cái gì vậy? Cái tỉnh queo lại à. Bởi vì cái cách giảng pháp mà lâu lâu la vài tiếng nó cũng hay lắm đó quý vị. Nó giúp cho người ta tỉnh ngủ. Giống như có cái ông kia, ông nói chào thầy, ô con kể cho thầy nghe, thầy đừng có kể cho ai nghe nha thầy. Mất cỡ muốn chết luôn. Cái bữa đó đâu 12 giờ khuya mà nhà con lúc nào cũng vậy, chứ cứ để cái máy nghe pháp của thầy ngay cái phòng mà thầy cứ giảng suốt, vợ chồng con ngủ thầy cứ giảng hoài vậy đó. Cái bữa đó tự nhiên 12 giờ khuya con thức dậy, con đi tiểu, con đi vô nhà vệ sinh, con đang tiểu, tự nhiên con đang tiểu, thầy hét một cái con tiểu vô quần ướt nhẹp quần hết trơn. Trời ông thầy ông giảng gì đâu ông la hết ồ. Bây giờ những đức ít đó nghe quý vị, ít la đó, chứ ngày xưa những đức giảng những đức la ầm vậy đó. Bây giờ là nó cũng già, nó yếu sức rồi bớt rồi đó. Nó ít hơn rồi đó quý vị, chứ ngày xưa chỗ nó la dữ lắm. Cái tiếng những đức nó mạnh lắm, nó bị hởm thì ho nghe, nó bị hởm giờ cỡ gỗ ngứa ngứa nghe. Chứ tao chiều nay mà lại xong 500 danh hiệu quý vị coi, ngày mai nó la cho quý vị thấy làm như nó thông hơ thì sao nghe. Tối đêm nay mà nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Tới cái câu mà tới Hải Triệu Âm là ghê lắm nghe. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triệu Âm. Nó lúc đó nó thông nghe quý vị. Tới tiếp tục nghe, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Âm. Làm cho hứng hứng người ta lên rồi phía sau nghe. Mấy bà phía sau nghe, Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm cái kiểu đó mà người ta cũng thấy vui nữa quý vị. Cái kiểu mà niệm mà Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng thấy vui nghe. Còn nhiều bà cái kế Nhân Đức mà bà nào mà niệm mà cái kiểu này là có chuẩn bị Nhân Đức chụp hình đó.
Tôi báo cho biết, báo tin cho biết là ngồi gần tôi mà niệm cái kiểu này là bị chụp hình gán chịu. Niệm mà cái kiểu như cái lần trước có cái bà kia, bà ngồi gần mình niệm muốn chết luôn mà bà ngồi gần mình, bà cứ làm nè. Mình nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Triều Am. Bà, quan em Bồ Tát. Trời ơi, bà này chứ đâu có chơi kỳ cục ghê luôn. Người ta niệm muốn chết luôn mà bà cứ quan em Bồ Tát. Quan em Bồ Tát. Thôi bà trong bụng mình nói bà chủ hồ giặt qua đi giùm tôi đi. Bà lão mình có mất hứng rồi, mình niệm kinh khủng luôn. Bà bắn ghế bên vẫn đưa ngay lỗ tai mình. Quan thêm Bồ Tát. Làm kiếp này mình không còn hứng nữa. Bởi vì tại sao như Đức lựa mấy cái người mà niệm dữ bên cạnh như Đức, nó làm cho mình hứng lên quý vị. Hứng lên. Còn cái bà tự nhiên bà ngồi kế bên mình niệm chết luôn. Bà ngồi quan thêm Bồ Tát. Bà tét một chút chứ tôi. Ôi tôi cầm video này tôi gõ vào quá. Điều muốn chết luôn mà bà cứ quan em một tiếc. À thôi được rồi, bà mệt lắm rồi đó. Thấy không? Nên từ nơi đó nó phải làm hứng lên. Như bữa đó những Đức hướng dẫn trên mạng á, khi mà niệm quán em Bồ Tát á nghe quý vị, nhớ nghe cảm giác nha. Quán Thế Âm Bồ Tát. Ủa nó làm cho giống như trời một mình là một người con mà mình xa quê mà mình muốn gặp để cha mẹ mình, mình muốn gặp người thương yêu của mình mà trong lòng trời ơi nó cảm giác mà Quan Thế Âm Bồ Tát họ ngứa cổ thấy không, nên niệm làm sao mà Quan Thế Âm Bồ Tát trời ơi bà nào mà cũng ông nào bà nào mà cũng như vậy chứ cái hội chúng của mình kinh khủng lắm. Lúc mà lễ không có chấp cái chuyện chấp tay chấp gì chứ chấp mà niệm không nổi cũng bằng không mà. Còn kiểu chấp mà quẹo xuống gì thì rớt đài cũng mất công đi. Nên làm sao cái lúc mà nó mệt nhất, cái lúc mà nó đang đuối quý vị làm nè, Quan Thế Âm Bồ Tát, nó làm cho mình hừng hực cái tâm lên quý vị. Nhớ nghe những điều như Đức hướng dẫn đó, quý vị cứ làm đi thì quý vị sẽ lễ 1500 danh hiệu ngon lành liền đó. Nên cái buổi như Đức nói chuyện gần tiếng đồng hồ á, vừa nghe được những cái đạo lý mà tu mà cũng vừa vui rồi có định lực nhân quả nữa. Mà cái quan trọng nhất là mỗi một người chúng ta nên siêng năng niệm Phật. Câu Phật hiệu này chăng thật niệm đi. Chính những Đức đã gặp được pháp môn tịnh độ này 13 năm nay, một phương pháp tu không thay đổi gọi là nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài. Những Đức thấy lợi ích cực kỳ lớn. Một con người không hiểu gì ngoài đời gì Phật Pháp, một con người hư hỏng, một con người là giống như là cái thải xã hội không ra gì nè, vậy mà gặp được pháp môn niệm Phật mà chân thật niệm Phật, vậy mà bây giờ mà còn nuôi hơn 700 người nè quý vị. Thì quý vị biết cái pháp môn tịnh độ này nó thù thắng cỡ nào chưa? Nên ngày nào những Đức cũng tán thán tịnh độ là vì sao? Vì chính những Đức đã cảm giác được câu Phật hiệu này tuyệt lắm. Nó là cả đời niệm Phật. Nếu bỏ niệm Phật là bỏ tu luôn, không có nói tu pháp nào nữa chứ. Câu Phật hiệu này tuyệt lắm. Mà bây giờ quý vị nghĩ đi, lo cho hơn 700 người mà còn cùng chung tay hòa thượng xây dựng hai bên chùa luôn. Quý vị coi một con người không ra gì ngoài đời, không làm ra tiền bạc gì, làm bao nhiêu không đủ xài, tới Tết về ăn Tết một cái là xong, qua Tết bọn người đùi lên thành phố. Quý vị biết cỡ nào rồi đó. Lúc đi về là trộn mang kiến đen đồ, bằng đồ bộ áo thùng đi giống như chủ đi vậy đó. Vậy mà chỉ có 4 ngày sau thôi, đi lên lại là chỉ có còn có áo thun với cái quần đùi, đội thêm cái nón bo gách nát, đi mắc kiến mắc gì mắc sạch, dài cũng mất luôn. Quý vị biết là cỡ nào chưa? Thôi ơi, cái kiểu mà về nhậu mà cái đâu dài cầm luôn, đồng hồ cầm luôn, mua đồng hồ nhái 250 gì cầm 50 chơi luôn, nó điện thoại cầm luôn, lên thành phố chỉ còn có quần đùi với cái áo thun mà. Nhiều người mà hồi xưa nhà Đức mà lên thành phố cái mấy bạn nó ủa cái hổm đi về ngon lắm mà bữa nay sao bèo dưới chợ, nó ừ tao năm nào cũng vậy, đâu phải mới năm nay đâu. Vậy mà 11 năm đi lên thành phố làm là như vậy đó. Cốc khỉ quần cốc khỉ. Vậy đó mà đi tu niệm một câu Phật hiệu thôi. Vậy mà bây giờ nói chuyện cho người ta nghe rồi nuôi 700 người. Vì thấy cái việc hy hữu chưa? Pháp môn tịnh độ này tuyệt vời. Nên tất cả những người mà nghe pháp môn tịnh độ, những người mà biết niệm Phật là những người đang có cơ hội trong cuộc đời này chúng ta thăng hoa. Thăng hoa đi đâu? Thăng hoa trong cuộc đời này đang sống và thăng hoa tới thế giới cực lạc luôn. Đây mới là tuyệt vời của cái thăng hoa. Quý vị coi rõ ràng nè. Một con người không ai biết tới mà bây giờ khắp nơi biết tới, chỉ có niệm câu Phật hiệu thôi.
Nên hàng cư sĩ khắp nơi nơi, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, rồi mấy bà khổ đau, mấy ông khổ đau gì, ai cũng vậy, chỉ cần nghe có vật hiệu này, chân thật mà niệm đi, thù thắng lắm, thấy không? Đó rồi một số vị mà ở xa rồi đó, sẵn dịp mình đi đến đây nè, bây giờ chùa chúng ta những đức cũng đặt tượng Phật nhiều lắm á. Thì biết rằng tượng Phật gì đặt từ trên thành phố không có dẫn đâu, mà làm nguyên khoảng thời gian dài mới có nguyên một cái đống tượng Phật mà làm bên kia. Mà tượng Phật là có tam thánh luôn nghe. Đợt này ai thỉnh tam thánh thỉnh trước luôn nè, thỉnh luôn nè, tam thánh nè. Rồi nhà ai mà có tượng Quan Âm Thế Chí thì thỉnh Di Đà. Nhà ai có Di Đà Thế Chí thì thỉnh Quan Âm. Làm sao cho đủ bộ á. Thì chiến này nè, thỉnh luôn, thỉnh luôn. Bắt đầu là xong rồi, bắt đầu là mấy chú hỏi cái ai thỉnh tượng đó, thấy không? Thỉnh tượng phát phiếu. Phát phiếu một chút á, quý vị nếu mà đi xe đó nghe không, ăn cơm xong qua bên kia nhận luôn đi, để xe luôn, để chi đâu vào đó hết đi. Chứ chiều ngày mai rồi nó đông đúc vô cùng, rồi một số người ở xa đến mà đoạn mà ở miền ngoài đồ vô sẵn dịp thỉnh đi quý vị. Những đức nói trong gia đình phải có một bộ tượng Phật thờ, dù cho thờ cuộc dịch bệnh không đi đâu được, nhưng ở trong nhà vẫn có bàn thờ tam bảo, để đây là cái mặt tâm linh mà mình nương tựa nghe quý vị. Nhớ nghe, có khi đi đến chùa được bây giờ đi, nhưng mà có quý vị thấy có thời gian đi không được không? Nên chúng ta ở trong nhà mình phải có một ngôi tam bảo. Mà ngôi tam bảo thờ trong nhà đó là lợi cho mình và lợi cho con cháu từng đời gia đình mình. Và dòng họ của mình lâu lâu đi đến nhà mình là được kết cái duyên là thấy ngôi tam bảo trong gia đình của mình. Và khi trong gia đình mà thờ Phật rồi, con người mình tính tình gì nó cũng đỡ bớt lại. Tại vì sao? Vì đang thờ Phật Bồ Tát trong nhà mà, hiểu không? Nó nên trẻ đồ cũng đều thờ Phật được hết trơn á. Đó thì giờ có tượng Phật sẵn hết á, thì sẽ cho vị thỉnh. Sáng như Đức gặp có nhiều nhóm người từ miền ngoài rồi người ta vô, tôi quyết tâm ta đi. Mà người ta nói như Đức là có nhiều cái thử thách người ta lắm. Cả gia đình có khi người ta nói người ta đi vô đây tu mà gia đình cũng không cho, nhưng mà người ta cũng cầu Phật gia hộ, cuối cùng cũng đi được. Nên cái chiến này á, mà mỗi một người mình mà lại được 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị, đây là một cái chương trình hy hữu khó có. Thật sự khó ai tổ chức lắm á. Tại vì sao? Vì lễ 1.500 danh hiệu cái người chủ sướng á, họ mệt dữ lắm. Tại vì những đức phải cầm micro nè, nó hút hơi nè, rồi cặp mắt những đức phải nhìn vào dòng chữ để đọc nè. Rồi khi mà những đức quỳ xuống một cái là những đức phải nhanh đó quý vị nữa. Quỳ xuống một cái là những đức vừa lại xuống một cái là những đức cắt người nhanh vô cùng, rồi ken một cái cho quý vị đứng lên. Nghĩa là những đức rất nhiều động tác. Còn quý vị thì chỉ lễ thôi. Giống như những đức sướng một cái là quý vị cứ là Quan Thế Âm Bồ Tát vậy thôi, hiểu không? Mà tác làm sao mà gần cuối cùng mà tác lớn lên. Chứ đừng có mới vô thì tác ngon ngon mà cuối cùng mà Quan Thế Âm Bồ Tát. Làm sao càng cuối về sau mà nó tác cho sạch hết những cái phiền não tham sân si luôn. Nó tác mấy cái bù giận người ta dân sạch nhất hết trơn luôn, đó mới tác hay đó, thấy không? Mà quý vị tác thì sao mà nó nhựa sống nghe. Mới vô Quan Thế Âm Bồ Tát một chút khoảng trăm mấy hai trăm lại Quan Thế Âm Bồ Tát, tới gần cuối cùng Quan Thế Âm Bồ Tát vậy đó, gần cuối nó bay lên vậy đó nghe. Quý vị nhớ nè, nó ba ngày mà nó tới mấy cái danh hiệu mà Hải Chiều Âm, Phạm Âm rồi là lần gần cuối cùng rồi đó. Lúc đó quý vị tha hồ mà la đi, tới Hải Chiều Âm là biết tiếng tâm thánh lễ nam mô Hải Chiều Âm là biết tới rồi đó, tới chỗ rồi đó. Là lúc đó mà tha hồ mà la đó, thì quý vị biết rằng nó phải kiên nhẫn. Trong 500 danh hiệu nó qua những công đoạn, ví dụ như gần 200 là quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm. Nó sẽ cảm thấy nó mệt mỏi, nó có khi mà nó muốn bỏ đi ra ngoài đi vòng, nó mệt cái gì đó. Rồi bắt đầu là quý vị kiên nhẫn, quý vị vượt qua nó khoảng cái nằm 350 lại, 400 lại, rồi bắt đầu là lúc đó nó có thêm một đoạn nó mệt nữa. Nó cảm thấy nó mệt rồi đó, nó mệt lả người rồi đó, thấy không? Mà nó tới khoảng 450 lại, trời ơi, lúc đó quý vị sướng lắm.
40-50 lại là kể như là con người mình nó hừng hực rồi đó. Lúc đó là ai kéo kéo cũng không nổi chứ ha. À, mà nhưng mà nó phải qua chịu hai công đoạn, quý vị phải kiên nhẫn. Thì trong hai công đoạn đó mỗi một con người có một cái tố chất khác nhau. Thì quý vị bất cứ gặp một cái công đoạn nào quý vị cảm thấy mệt mỏi mà nó say sẩm luôn á, chóng váng luôn chứ không giỡn đâu. Nhưng quý vị vẫn kiên nhẫn quyết tâm là con phải lại. Dù cho đau đầu gối cỡ nào cũng lại. Không, cỡ nào cũng lại. Quý vị cứ kiên nhẫn như vậy, làm tới cùng đi. Đừng có nghĩ thời gian gì hết, cứ lại đi. Thì tức khắc quý vị lại một chút là tự nhiên nó qua vèo 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 vèo, con người nó hừng hực cái tâm lên. À, nên quý vị biết rằng cái chương trình mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này vì sao mà thu hút người ta đông, mà thêm một cái nữa là bao nhiêu chúng sanh khắp nơi nơi là người ta cái nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm người ta nương vào dữ lắm. Người ta có nhiều cái người ta cầu nguyện vì Bồ Tát Quán Thế Âm lắm. Có nhiều người Phật A Di Đà ta không biết, nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm người ta biết. Đó. Mọi vị biết rằng có những cái nơi mà ta tổ chức lễ hội á, mà những cái ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm người ta không có tu như mình. Vậy mà người ta đến mấy chục ngàn người, người ta đi vòng vòng chơi đó. Rồi có những pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm này kia đồ mà vậy mà người ta đồn là linh thiêng đồ. Mà ta đến nào là ta cúng đầu heo, rồi cúng tùm lum tùm la. Rồi bắt đầu là người ta lễ lại, người ta cầu xin đủ diện hết. Mà qua danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm rất là nhiều người người ta thích niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mấy vị thấy bao nhiêu con người khi người ta khổ đau hay là người ta có sự gì chán nản, buồn chán, người ta ưa niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên từ nơi đó là chúng sanh á, ở Diêm Phù Đề này là cõi ta bà mình nè, là có cái nhân duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm rất là lớn. Nên cái chương trình lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình lễ được 1500 danh hiệu, đây là một cái việc vô cùng hy hữu. Bây giờ những đứa còn khỏe đó, chứ sau này mà những đứa càng ngày càng lớn tuổi, những đứa nghĩ rằng chắc sau này không ai tổ chức cho quý vị lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đâu. Tại vì đây là chương trình hy hữu khó có gặp được đó. Mà những đứa thấy rằng bây giờ nhiều kiếp nạn quý vị ơi, chúng ta sống trong cái cõi này, bây giờ mình qua mấy cái trận dịch bệnh, bây giờ mỗi một con người mình nhận thức đi quý vị, giàu nghèo gì thì chăng nữa mà thấy nó vô thường quá. Có khi mình vừa thấy người đó, cái mắt đó, mình thấy người khỏe như vậy, cái chết đó, không phải nói tới già mới chết đâu, mà có những người khỏe vô cùng cũng chết. Nên chúng ta thấy rằng cái cõi đời này nó vô thường quá quý vị à. Đó, nên bây giờ mình mà biết tu hành nó đặc biệt dữ lắm. Nên những đức á, nói rằng như thế nào là cứu giúp người một cách rốt ráo, chỉ có đem Phật Pháp giới thiệu thôi. Chỉ có đem Phật Pháp giới thiệu mà thật sự cứu giúp mọi người bằng một cách rốt ráo. Nên mỗi một con người mình nghe được Phật Pháp quý lắm. Những đức nói rằng là cuộc đời con người mình có khi gặp những sự trở ngại nhất trong cuộc đời, nương chồng, nương vợ, nương của cải, nương bạn bè, nương con cháu, không có nương chỗ nào an tâm bằng chúng ta tin sâu nhân quả và nương Phật A-di-đà. Nhớ nha, tin sâu nhân quả và nương Phật A-di-đà là tuyệt vời nhất. Tuyệt vời nhất đó. Nên mỗi một con người chúng ta mà nghe được Phật Pháp là cái điểm cứu độ cuộc đời mình đó. Bây giờ chùa mình hơn 700 người mà mấy đạo tràng này, mà cái cuộc sống ở đây bình yên, mà các cụ ổn định được sống, chỉ có một cái là một ngày nào các cụ cũng tu bốn thờ. Ngày nào cũng tu bốn thờ. Những đức từng nói một câu mạnh dạn rằng chùa mình mà không niệm Phật là chùa mình đói meo luôn. Không niệm Phật là chùa mình đói liền. Chỉ có cái chỗ ngày nào chùa mình cũng niệm Phật nhưng mà cuộc sống chùa mình ổn định. Bởi vì đi đến đây vị thấy bình an gì. Không ai xin tiền mình một cắt bạc nào là do nhờ cái nào? Niệm Phật. Mỗi một con người đều có một cái tâm giải thoát. À, thời gian nói chuyện những đứa 1 tiếng đồng hồ mà đại chúng khắp nơi nơi với ngồi đây được nghe, quý vị cố gắng niệm Phật và ai cũng mang một cái tâm hoan hỷ, đi đâu chúng ta cũng sống và vừa lòng vừa ý và mang một cái tâm hoan hỷ vui vẻ, trả tất cả những cái nợ gì nghịch duyên trong cuộc đời này, và chúng ta quyết tâm niệm Phật để đời này chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau nha. A Di Đà Phật. Chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khổng thất cả đệ tử và chúng sanh
đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đi về chùa, mỗi thờ khóa chúng ta được lên nghe pháp, được lễ Phật và được làm lễ phóng sanh. Cái chuyến đi của quý vị rất là xứng đáng. Trong kinh giáo Phật dạy, niệm Phật một phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mỗi một người chúng ta được đi đến chùa, được niệm Phật lễ Phật, được làm lễ phóng sanh như vậy, chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị đều được công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp đều được thừa hưởng những công đức này, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Lạc, về thế giới Cực Lạc, luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta làm lễ phóng sanh. Tất cả những con chim này cũng do cái nghiệp tạo từ tham sân si. Nếu mỗi một con người chúng ta mà tạo cái nghiệp tham nặng nề thì khi quả báo cuối đời chúng ta phải đọa vào loài ngạ quỷ. Nếu như chúng ta mỗi ngày sân hận, tính tình khó chịu, cọc cằn, đi đâu cũng không vừa lòng, không vừa ý, từ cái tâm sân hận khó chịu đó, như chúng ta không sửa đổi thì khi quả báo cuối đời chúng ta đọa thẳng trong cái cảnh giới của địa ngục khổ đau. Nếu như chúng ta không biết đúng sai chánh tà mà chúng ta làm những điều sầm bậy, coi việc đúng cho là sai mà coi việc sai cho là đúng, từ cái nghiệp duyên ngu si đó chúng ta phải đọa vào loài súc sanh. Như những con chim này đều do tạo cái nghiệp tham sân si mà hôm nay làm loài súc sanh như vậy. Được nhân duyên hàng Phật tử bỏ tịnh tài ra mua để mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, được thả trong ngôi Tam Bảo và nghe được pháp môn niệm Phật. Khi được thả thì nên ở trong chùa, nghe danh hiệu Phật. Khi xả thân này hướng về thế giới Cực Lạc thì không còn chịu cái cảnh mang thân súc sanh khổ đau. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.